những sự cố ABC ngoài kia. Người ta thường người ta nói là sẽ rất khó trong một mối quan hệ mà sau khi chia tay thì hai người có thể là bạn và nói chuyện với nhau, thì cả hai đã phải như thế nào thì sau tất cả các bạn có làm bạn với nhau và chỉ là nói chuyện với nhau và ủng hộ nhau mà không ra nói chuyện với nhau. Ra thì ngoài cái tình ra thì cũng là cái nghề chứ cả nhà, nên là Tanzania cũng đã cố gắng để cho mình gặp lại. Cái lúc mà chia tay xong ấy thì em cũng như ba cặp đôi khác cũng rất là khó để vượt qua và cũng rất là khó để kiểu nói chuyện được với nhau, nhưng mà đến cuối cùng á thì em nghĩ là xuất phát điểm mà em đã tử tế với nhau, và em nghĩ là cả cái quá trình mà em yêu nhau thì em đã rất là tử tế, rất là kiểu như em rất là chân thành, cho nên là những cái chuyện mà trong lúc quen nhau thì em đã giải quyết và em đã chọn cách dừng lại. Thì em nghĩ là đến bây giờ em vẫn luôn tôn trọng bản thân, luôn tôn trọng em, thì đó là cái lý do mà em vẫn luôn tôn trọng nhau đến cuối cùng. Hai bạn có cảm thấy khó xử hay là có cảm thấy có khó khăn gì khi mà đối diện gặp lại nhau sau một khoảng thời gian? Cả hai đứa khó chứ, là cũng bất cỡ, thế là gặp lại cũng hơi nhưng mọi người cũng hơi sợ nhưng mà kiểu nhưng mà nhìn thấy ảnh hôm nay đẹp trai nên là cũng rất là mừng với lại khi mà cái dự án này kiểu như là anh ấp ủ rất là lâu rồi, cho nên khi mà em thấy trên màn ảnh đó đây là lần đầu tiên em được thấy, mình cảm thấy rất là vỡ hòa. Hồi xưa cái dự án này mà khi anh đang quay thì anh đã nói là rồi anh rất là tâm huyết, anh rất là đặt nhiều kỳ vọng á, thì đến bây giờ mình nhìn thấy nó được lên màn ảnh thì em nghĩ là đây là một cái dự án mà mọi người phải chốc chờ, tại vì nó rất là mỹ. Khi nãy có một phân đoạn của Hồng Thanh và Quốc Cơ thì khi mà bạn xem xong thì cảm giác bạn như thế nào, cái độ kinh dị nó có làm hài lòng không? Thôi hồi trước thì em chỉ được nghe anh kể thôi, nhưng mà bây giờ em nhìn lên mà anh đang thật sự là nổi da gà, thì anh thấy là kiểu anh không còn là Hồng Thanh mà anh là nhân vật. Không biết thì nếu sau này mà nếu như hai bạn có thấy một ai đó mà hợp với đó xu thì có nghĩ là các sẽ giới thiệu cho người còn lại thì... Thôi tùy lắm, cái là chuyện yêu đương là mỗi người tự, còn một em nghĩ là để mà việc tử tế nhất là một em sẽ sống cuộc sống của mình cách tốt đẹp nhất và luôn đứng về đối phương là luôn chúc phúc cho họ. Chia tay thì hai bạn vẫn là bạn hay là khi tạo mối quan hệ bây giờ là đồng nghiệp ủng hộ nhau? Anh nghe vẫn là nếu mà có thắc mắc hay là khó khăn gì, ví dụ như anh cần về chia sẻ với anh em thì nếu như cần thì không còn có nhau nữa, nhưng mà thời gian qua thì hai bạn có cảm thấy là mình đã mất đi một cái thói quen hay là mình phải tập làm quen với những gì đó mới khi mà cuộc sống tập thân của hai bạn bắt đầu không? Em ở chia tay khá lâu nên thời gian đầu đương nhiên là mọi thói quen nó đều bị xáo trộn và nó hơi khó chịu, nếu mà ai chia tay em nghĩ thì cũng sẽ kiểu như vậy, nhưng mà bây giờ là thời gian quá lâu rồi, em đã có những cái cuộc sống riêng và những cái thói quen riêng, còn em nghĩ là hiện tại của em là những con người mới và những người rất luôn hừng hực với lại cái đam mê của mình đó, thì em nghĩ là tụi em chỉ luôn cần với nhau thôi. Có rối cho tới dài như cũng rối, nhưng mà ý là cũng quen dần giống như hôm nay là ví dụ như mình thường đi sự kiện hay là cả hai đi chung, nhưng mà hôm nay đi một mình thì cũng lạ đấy, cũng có nhỏ kia nó dắt đường, nó dắt đi hút luôn, chứ bình thường đi là cũng đi đến nơi và đến chốn, dạ nó dắt đi hút luôn, không thấy cái bắt rau sô cây đâu, thì nó cảm giác nó cũng lạ bỡ ngỡ luôn. Dạ có đặt câu hỏi về cái chuyện là ở trên mạng thì chị thấy là mọi người so sánh về công việc của hai bạn sau khi chia tay rất là nhiều, thì hai bạn chia sẻ như thế nào về cái việc so sánh như thế này? Em nghĩ là thực ra nha, cái lúc tụi em yêu nhau ấy, thì mọi người cũng so sánh, sau lúc tụi em chia tay mọi người cũng so sánh, thực sự em nghĩ là kiểu như cái sự so sánh đó cũng là một phần khiến cho tụi em bị tổn thương trong lúc em quen nhau, cho nên đến hiện tại là dù ai có đang đi một hướng nào đi chăng nữa thì họ vẫn đang cố gắng trên con đường của họ, anh vẫn đang cố gắng làm việc của anh và em cũng như vậy, nên em chỉ mong rằng là mọi người sẽ luôn hướng đến những sản phẩm tiếp theo của tụi em thôi. Cảm ơn mọi người.
nha. Mà thật ra thì cái cột mốc và thành công của mỗi người đều khác nhau, cho nên là mình chưa ở thời điểm này nó là như vậy, nhưng mà chưa chắc gì là ở thời điểm sau mình sẽ thay đổi. Chỉ là mình đang cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày và tốt hơn thôi, và Thanh cũng mong nghe sẽ tốt lên mỗi ngày. Cảm ơn chị. Dạ Thanh, là Thanh đi. Dạ cảm ơn mọi người rất nhiều. Đi. Và nó có tác động gì đến cái việc quảng bá dự án hay không? Và thêm một ý nữa ạ, cái này em muốn xin phép ekip, đó là vì có những cái thông tin, có rất là nhiều thông tin ở trên mạng xã hội, thì mọi thứ nó xuất hiện cùng một thời điểm, cho nên là cũng có khán giả đặt ra câu hỏi là ủa tại sao mọi thứ nó lại xuất hiện cùng một lúc mà trước khi phim ra mắt như vậy. Thì ekip, anh Sơn và ekip đối mặt với những cái thông tin về cái chuyện là những cái thông tin như vậy lỡ như nó có một cái phần gì đó để quảng bá cho dự án, mình đối mặt với những cái tin tức như thế như thế nào? Dạ em xin phép trả lời câu hỏi rằng là tất cả những cái thông tin đó không có ảnh hưởng gì về tâm lý của em hết, và hiện tại em đang rất là háo hức để mong chờ cái dự án này, bởi vì cái dự án này là cái dự án mà tâm huyết của anh Sơn cũng như là tất cả diễn viên cũng như là ekip HK Phim. Và em hy vọng là cái sản phẩm này sẽ là cái sản phẩm mà gây ấn tượng được trong cái tháng 6 này. Còn lại thì em xin phép đợi, em sẽ không trả lời cái câu hỏi này. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn Hồng Thanh, nhưng mà để tiếp nối thì là tức là Hồng Thanh với mình đã quen nhau chắc cũng hơn mười mấy năm rồi đó, nhưng mà để mà nghĩ về một cái nhân vật mà biến thái nhất chưa từng xuất hiện ở màn ảnh Việt thì Hồng Thanh đã dũng cảm đọc nhân vật từ trong kịch bản luôn, mà tức là tới gặp với mình và nói rằng là anh Sơn, nhân vật của anh nó vậy là em nghĩ nó sẽ hay hơn. Thì những cái đóng góp của Hồng Thanh cho cái trái tim của nhân vật đó là những cái đóng góp rất là tuyệt vời. Anh trông chờ cái sự thể hiện tài năng của em hơn là những cái tin đồn thổi bên lề. Xin tin rằng là cái bộ phim Móng Vuốt này vừa rồi nó có những cái thông tin đó, Sơn nghĩ rằng là nó đến từ cái việc là những người làm phim như Sơn không có nhiều cái kinh nghiệm đối diện, và mình cứ chích vô một cái nút là bắt đầu mình sẽ nói ra hết. Tuy nhiên cái điều đó nó có một cái bộ phim đứng đằng sau, một cái thành quả mà Sơn đã chạy rất là lâu, cùng với lại cái tình yêu niềm tin của đồng đội, những người anh lớn đã gửi gắm và hà hơi tiếp sức, thì Sơn tin rằng là nó sẽ vượt qua được tất cả những cái điều tiếng hoặc là những cái lời đàm tiếu về nó. Thì Sơn rất là trông đợi là khán giả sẽ trông chờ bộ phim, và sau khi bộ phim được trình chiếu thì chúng ta sẽ gặp nhau và nói nhiều hơn với nó về nó. Xin cảm ơn. Cho em xin nhiều chuyện chút xíu đi, em nói thiệt. Tại vì em là người rất là thích quan sát. Tại vì em nghĩ là em sẽ học lắm được, mỗi người sẽ có một cái hay khi mà làm nghề. Thì trong quá trình làm phim á, em học lắm được cái bạn này là một cái bạn mà nó sao là khi mà đóng phim nha, bạn nó vô một cái vai tâm lý rất là khó, thì bạn ra ngồi một cái góc luôn, một cái góc mà mình cứ nghĩ là ủa Thanh ơi, ăn uống gì đi em, tức là mình thấy được cái sự yêu nghề của bạn đó cho một cái dự án đó, rồi bạn tâm huyết, rồi có những cái cảnh mà phải action đau như thế nào bạn vẫn tiến tới, và bạn cảm thấy là và cái mà tung thích nhất ở bạn này là cái đầu tiên á, và bạn này hỏi đó là không phải là hỏi cho mình mà là hỏi cho đối phương là ủa anh Tuấn ơi, anh có bị vấn đề gì không, bạn gì ơi, anh có đang em có bị anh làm bị đau hay gì đó không. Thì cái đó là cái sự tinh tế và cái sự yêu nghề mà Tuấn rất là quý của Thanh. Và Tuấn thêm bổ sung thêm một cái là ngoài chữ tình với anh Sơn thì còn thêm chữ tình nữa. Chữ tình ở đây á là khi mà Tuấn lên thu một cái câu voice up trước khi mà cái phim này ra mắt, thì anh Sơn có nói Tuấn một cái câu là anh sắp gả con gái của anh đi rồi, bạn khóc. Con gái đây là giống như là kiểu anh đã nuôi lớn nó trong vòng 7 năm từ kịch bản, 2-3 năm khi mà dựng rồi á, thì mình thấy được rằng trời, tại sao mà khi mà làm nghề người ta xem cái bộ phim này giống như là máu mủ của người ta đó, thì em nghĩ rằng cái cảm xúc của người đạo diễn này sẽ chạm được khán giả. Dạ, xin hết.